Swing và chúc cho mọi người có một Giáng sinh thật là ấm áp bên gia đình và bên người mình yêu thương. Hôm nay sẽ là một đêm nhạc mà Tường sẽ làm những bài kịch tính của Tường trở nên nhẹ nhàng và các bạn tưởng tượng như là các bạn đang nghe audiophile. Ở đây có ai có thói quen nghe audiophile không? Chị hiểu em đang nói gì đúng không? Phải có người hiểu gì vậy? Không sao, thì khi nào tới cái bài hát đó thì Tường sẽ giới thiệu cho mọi người hiểu về cái một cái cách phối mới mà Tường gửi gắm trong những bài hát của Tường. Bài hát tiếp theo